xin chào cả nhà mình nhá. Em Tùng lại lên sóng đây cả nhà mình ơi. Đấy, giờ quen thuộc nào, nhà mình đã cơm nước xong chưa nhỉ? Tiếp tục cùng em Tùng báo giá cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Thì cho ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi cũng như buôn bán, ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng này. Đấy, em Tùng đây. Mặt mũi đây, người thật đấy nhá. Mọi vấn đề gì thì liên hệ trực tiếp em. Hai số line thì em xin phép để trên màn hình này. 0343 540 999 và 0347 701 777 nhá. Ok nhá, hai số line thì đã để lại rồi này. Đấy, có những thắc mắc gì nhá, cứ liên hệ trực tiếp qua hai số line hoặc đến trực tiếp cho ô tô đầu mối Hải Dương để xem xe, chạy được xe miễn phí nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Mình cho hỏi là hình ảnh âm thanh ánh sáng là đã rõ nét, đã ok nhỉ? Mạng mẽo đã ổn định chưa nhỉ? Có thể là đang mưa đang bão đấy, mạng mẽo hơi kém xíu nhá. Mình xem hộ lại em để đường truyền để có được cái chất lượng video cũng như hình ảnh của buổi sóng livestream ngày nay một cách tốt nhất nhá. Thì hôm nay bên em có về thêm một số mẫu xe mới nhá. Đây, có về thêm một số mẫu xe mới đây. Máy dầu đến nay có về thêm một con Ford Everest máy dầu này. Đấy, kinh tế tiết kiệm nhiên liệu. Một mẫu Innova đây, đời cao nhá, 2016 mới như cũ đây. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu nhá. Đấy, xe rất là đẹp, rất là chất này. Máy số keo chỉ sơn zin, cột keo zin. Đấy, từ hãng ra nào thì bây giờ vẫn nguyên si y hệt như vậy nhá. Mai thì sẽ có video hình ảnh lên sóng trực tiếp hôm nay nhá. Bản E nhá, bản E 2.0, xe gia đình không dịch vụ taxi. Và về một em Avel, một em Avel số sàn 2017 này đấy. Một em Avel số sàn 2017 nhá. Nói nhiều quá và vấn đề chính đi, giời ơi, trở lại báo giá hay không nói à? Báo giá phải nói. Phải biết được thông tin, phải biết được địa chỉ và chất lượng nào bác nhá. Còn xe cam kết về mặt chất lượng, giá cả kênh nào như thế bác anh nhá. Đây, về thêm Avel đây, 2017 nhá. Đời cao mà giá bằng con mô linh thôi, 220 triệu đồng. Avel màu đen, tư nhân chính chủ, 14 Quảng Linh. Đấy, còn rất nhiều đầu xe nhá. Và về thêm một em i10 bản đủ này. Một em i10 bản đủ 2014 biển 30 Hà Nội đây nhá. Mới về em này đấy nhá. Tham khảo dùm em nên chị quý vị gia đình ơi. Đấy, mọi người vào cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ đi nhá. Không nhiều nhận đấy đâu. Một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt comment đi. Đấy, quan tâm dòng nào, mẫu bao nhiêu tiền, thủ tục mua bán, sang tên đổi chủ, ship xe ra sao, hoặc là hỗ trợ ngân hàng như nào thì cứ bình luận nhá. Em Tùng tư vấn trực tiếp cho. Đấy. Đấy, còn rất nhiều đầu xe đấy. Nhà mình có thể thấy hôm trước là cũng vãn xe rồi đúng không? Hôm nay lập tức nhiều xe ngay. Đấy, lập tức là anh em thợ và kỹ thuật này, đấy, đi ba miền tổ quốc tìm về những đầu xe chất lượng nhất này. Đấy, qua những vòng tuyển trạch rất cao nhất đó, để chọn nhà mình này. Thêm về một em Rio này, đấy, một em Hyundai Getz này và một em Zodo 7 chỗ này nhá. Đấy. Tầm tiền chỉ loanh quanh là hơn 4-5 triệu một xíu thôi, để phục vụ gia đình mình ạ. Vâng, cháu Nguyễn Đình Hiển này, cháu Trần Văn Việt, cháu Hà Hóa nhá, cháu Nguyễn Viết Tùng, cháu Trần Đức Anh, cháu Duy Lam, cháu Hà Văn Quyết, cháu Giang Nguyễn, cháu Hoàng Đức Hợp, cháu Nguyễn Tuấn Anh, cháu Trần Đức Anh. Chào toàn thể anh chị quý vị mình trên ba miền tổ quốc nhá. Chị Xuân Hùng bán đây đúng không anh? Đúng rồi bác ơi. Vâng, trước chú Xuân Hùng thì cũng bán kinh doanh ở đây nhá. Giờ thì chú ấy ra một bãi riêng rồi. Đấy, thì mong anh ủng hộ cho ô tô đầu mối Hải Dương cũng như là kênh của chú Xuân Hùng nhá. Cảm ơn anh rất nhiều này. Vâng, chào anh Quang Hà, chào đại đình mình. Thì em Tùng xin phép báo giá đầu xe này mới về trước nhá. Những đầu mới về 1-2 hôm nay trước để mình cùng tham khảo kỹ hơn nhá. Ok shop, ok Trần Văn Việt nhá. Vâng, thì ngay sau đây này, buổi chiều hôm nay đây mới cập bến một sản phẩm mới đây. Chúc chợ buôn may bán đắt hàng. Ok, cảm ơn bác Hoàng Đức Hợp rất nhiều này. Ghét bao nhiêu nhỉ? À đây, ghét ngay, có ghét đây. Con ghét mới về gửi anh nhá. Đây, Hyundai Ghét 2009 này, 150 triệu đồng này. Đấy, xe rất đẹp và chất luôn. Đấy, thân vỏ này, sơn si này thì cứng cáp nhá, nội thất mỡ màng. 150 triệu, Hyundai Ghét 208 1.0 số sàn, tư nhân chính chủ, 29 Hà Nội đây. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đến cuối năm nay nhá, 150 triệu đồng. Đấy, Ghét màu xanh rất đẹp đây. Bác Nguyễn Đình Hiển mà đang quan tâm đến mẫu Ghét này nhá. Đấy, nhắn tin qua fanpage cho em đi, hoặc là qua hai số Zalo nhá. Bên em đang còn hai mẫu Ghét nhá. Đấy, con phải là 209 này, 150 triệu đồng này. Đấy, con này cũng một, con này cũng 209 đây. Cũng màu xanh 209, 89 Hương Yên đây, biển 4 số một chủ từ đầu nhá. Đấy, 135 triệu đồng này thôi, 135 triệu đồng. Dàn giá kịch sàn, bán tài trợ gia đình nhá.
Đấy, la xăng sắt zin nguyên bản theo xe này. Đấy, 89 Hưng Yên, biển 4 số 1 chủ đầu. Máy số keo chỉ sơn si còn chất còn đẹp, đăng ký đăng kiểm còn dài. Vẫn đang xem, vâng ạ, cảm ơn anh Hào Hóa rất nhiều ạ. Đấy, đăng kiểm đăng ký rất là dài nhá. Con này thì nội thất là ghế lỉ này. Nội thất ghế lỉ và trần lỉ này. Đấy, vẫn zin nguyên bản theo xe này. 130 triệu đồng và con màu xanh gốc vải biển 29 thì con đấy 150 triệu đồng nhá. Đấy, quan tâm mẫu nào, tầm bao tiền cứ bình luận, cứ comment thì em cùng tư vấn cho ạ. Đấy, chúc tất cả những bác đang xem buổi livestream hôm nay nhá, có một buổi tối vui vẻ này. Qua bước sóng livestream ngày hôm nay thì rất mong những anh chị quý vị, các bác trên ba miền Tổ quốc sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Đây ạ, thì tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình mình một mẫu Kia Rio nhá. Đây, Kia Rio màu trắng 2015, số rộng, đăng ký 5 bánh năm 2017 này. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho đại cho đây mình cùng tham khảo là 379 triệu đồng nhá. 379 triệu đồng thôi. Sedan hai đầu phân khúc hạng B đây, nội thất rất là đẹp này. Nội thất rất là đẹp, ngoại thất thì rất là thanh thoát, rất là đẹp nhá. Xe thì trang bị cặp đèn pha công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đấy, cặp đèn gầm phá xương cũng là bi cầu rồi. La răng đúc nhá. Đấy, la răng đúc phay đây. Đấy, la răng đúc phay làm cánh kép rất đẹp này. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cục xe điện. Cam lồi, cam hành trình, cam 360, tóm lại đầy đủ cam rồi. Cam trên khắp người luôn. Đấy, 379 triệu đồng. Đời 2015, số động nhá. Có hỗ trợ trả góp này. Có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình mẫu này nhá. Kia Rio màu trắng 2015, số động. Đấy. Đấy, hai mẫu mới. Đấy, review hai mẫu mới rồi này. Tiếp tục báo giá, tiếp tục những sản phẩm đang có này. Vâng, cháu Trần Thăng ạ, cháu Thắng Lợi, cháu Thân Trường, cháu Bùi Văn Dân nhá. Chào đại đình mình. Ngay sau đây này, xin giới thiệu gia đình nhà mình một dòng 7 chỗ nhá. Một dòng 7 chỗ đến nhà Kia đây. Đấy, lâu rồi thì mới có một dòng Zondo mới về đây. Giới thiệu sâu mình mẫu này này. Chiếc Kia Zondo 2016, đăng ký là bánh 2018. Đấy, màu trắng rất là đẹp đây. Xe là trang bị la răng đúc phay 5 cánh đây. La răng đúc phay 5 cánh zin rất là đẹp này. Có vành đĩa chống bậc cứng ABS. Xin nan dạng Mỹ tích hợp trên gương và giải đèn nét rất là sang trọng, rất là đẹp đây này. Tay lắm cửa viền chân kính một lốc nhá. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài. Đăng ký đăng kiểm thì còn đến tháng 8 năm 2023 này. Con này động cơ 2.0 số động. Đấy, 2.0 số động. Trang bị công nghệ hộp số LA rồi nên ăn cũng vô cùng tiết kiệm thôi. Tầm 7.3 đến 7.4 trên 100 km đường trường. 470 triệu đồng. Đấy, Kia Rondo đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương đấy ạ. Đấy, giá liêm yết đây. Đấy nhá. Xe thì được trang bị vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, rất là nhiều chức năng luôn. Màn đầu làm hình thì zin nguyên bản theo xe, điều hòa auto 2 chiều Z-Boost. Cam lồi, cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Chất lượng xe này, chất lượng xe thì không phải bàn, chỉ bàn về giá cả thôi. Có hỗ trợ trả góp cũng như ship xe trên toàn quốc cho anh chị quý mình quan tâm đến mẫu xe này nhá. 7 chỗ xe gia đình đến từ nhà Kia. Kia Rondo 2016 số động. Đấy, nhà mình tham khảo cho em mẫu này nhá. Đi gia đình thì tuyệt vời, mà đá đưa dịch vụ thì cũng không phải bàn nhá. Kiếm thu nhập. Vâng, chào anh Ngọc, chào bác thợ sửa khóa này. Vâng, hẹn anh Giai tháng sau nhá. Ok, bác Trần Văn Việt nhá. Hẹn gặp lại anh Giai này. Quá nhiều xe chất chốt mạnh như nào, đúng rồi. Chốt rồi mới ăn vài xe đi anh chị quý vị gia đình ơi. Vâng, chào bác Thanh Ngoan ạ. Chào bác Trang Quang, chào Trần Thăng. Chào toàn thể những quý vị, anh chị trên ba miền Tổ quốc nhá. Đấy, mỗi người cho em Tùng xin một lượt like, một lượt chia sẻ lên trang cá nhân hoặc hội nhóm được nhá. Một lượt thôi cũng được. Cảm ơn gia đình rất là nhiều ạ. Vâng, chào Công Hoàng, chào đại đình mình. Đâu, xem có mẫu nào tiếp tục những mẫu mới về nào. Review tiếp gia đình nhá. Đây, tiếp tục để một chiếc xe đời cao đây ạ. Nhà mình tham khảo cùng em nhá. Innova, Toyota Innova 2016. Đấy, một chủ từ đầu. Đấy, một chủ từ mới nhá. Con này bản E, động cơ 2.0 số sàn đây. Vua dòng 7 chỗ đến nhà Toyota đây ạ. Có cam kết anh Trần Văn Việt nhá. Cam kết tất cả những sản phẩm tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Không đâm đụng, không va chạm ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm cũng như sắt xi. Không thủy kích gập nước và không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Như là cắm ký, đấy, như là cắm ký tranh chấp. Đấy, có cam kết trên giấy tờ và văn bản cho anh chị quý vị gia đình mình. Và cũng là bao test hãng nhá. Đấy, bao test hãng. Xe 150 triệu. Ok, có xe 150 triệu nhá. Vâng, chào anh Công Hoàng, chào anh Ngọc. Chào đại mình ạ. Đây, em xin giới thiệu tiếp cho gia đình mình con Innova nhá. Đây, Innova bản G216 đây. Vô lăng 4 chấu nhá. Túi khiên toàn trên vô lăng. Đấy, có vẻ hơi tối một xíu này. Đấy, mai em sẽ ra video chi tiết con này nhá. Cái vô lăng cực kỳ là đẹp luôn anh chị quý vị ạ. Vô lăng rất đẹp luôn này. Đầu đàn hình zin nguyên bản theo xe. Đây, táp lô táp ly đây.
sờn gai từ nhà máy luôn nhé, không một tí sơn si kẻ toát luôn ạ. Nội thất ghế ra điều hòa nóng lạnh hai chiều zin nguyên bản theo xe. Trần thì vẫn trần nỉ này, con này bên em đoán với cửa tiền đây, cái giá cả cũng chưa cập nhật đâu ấy nhá, 445 triệu đồng này, 445 triệu đồng. Innova bản E gia đình đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương 2016, máy số keo chỉ sơn si zin đấy, một chiếc xe gia đình rất đẹp luôn. Các bác nào đang muốn dò chọn mình một dòng 7 chỗ mà chất lượng, tiết kiệm liệu này, phục vụ nhu cầu của gia đình cũng như là đã đưa dịch vụ tham khảo cho em chiếc này nhá. Innova 2016 445 triệu đồng. Đây em giới thiệu những cái mẫu mới về ở trước đi, cho mình cùng tham khảo cùng biết sâu hơn nhá. Đây là mẫu này tham khảo tiếp này. Avel số sàn 2017, đăng ký là bánh 2018. Đấy, số một chiếc xe là 2017, bán bằng giá con Moling này 225 triệu đồng nhá, 225 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si thì còn zin, cầm bệ rất là chắc chắn, nó không mục mọt này. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều, biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh đây. Nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều rất buốt nhá. Đấy, số sàn động cơ 1.5 này. Đấy, máy số keo chỉ sơn si còn chất còn đẹp nhá, 225 triệu đồng thôi. Anh chị quý vị nào nhanh tay nhá, còn bớt được sâu nữa, còn bớt được sâu và gia lộc, sâu được gia đình mình nhá. Avel 2017 đây, có 125 triệu đồng gửi đến gia đình thôi nhá. Đây bác nào mà phải hỏi mẫu xe tầm 150 triệu đấy nhá, tham khảo cho em từ mẫu này đi, 150 triệu đồng đây. La chiếc Ti 208, đăng ký là bánh 2010, động cơ 1.5 số sàn, sedan hay là phân khúc hạng B màu đen rất là lịch sự và sang trọng đây nhá, 145 triệu đồng thôi đấy. Đấy bác nào hôm nay chốt được em này nhá, để lại 140 thôi, chốt được để lại 140 gia đình thôi. Đấy, sedan hai đầu, nội thất màu be rất là đẹp, rất là sáng này. Đăng ký đăng kiểm thì còn đến tháng 12 cuối năm nay. Đấy, la sang đúc lốp nó đẹp, gầm bệ chắc chắn nhá. 145 triệu đồng đấy, chốt được hôm nay giảm 5 triệu đồng, còn 140 thôi. La chất đi 2008 ạ. Đây. Đấy có một mẫu máy dầu nhá, hôm nay lại về thêm một mẫu máy dầu này. Về thêm Ford Everest máy dầu 2008 cho anh chị quý vị nhà mình nhá, màu đen đây. Rất là kinh tế đây. Con này bên em đang mới về nên chưa có giá này. Con này mới về chưa có giá này, để đến sáng mai đi xem cân đối giá cả một cách hợp lý nhất nhá. Thì em sẽ cho lên sóng video báo giá con này cho đại mình cùng quan sát nhá. Đấy. Nhưng vấn đề nhưng giá cả thì chưa có, nhưng về kỹ thuật về chất lượng thì bên em vẫn bảo đảm. Đấy, vẫn bảo đảm cho quý vị nhà mình. Một chiếc xe máy dầu rất là chất, về máy số, về keo chỉ, về sơn si. Đấy, lộ thất thì sạch sẽ thơm tho rồi. Sẵn đi sẵn dụng thôi, vô cùng kinh tế này. Đấy, các bác nào mà ở vùng đồi núi một xíu này, đường gập ghềnh hiểm trở một xíu nhá, sự lựa chọn máy dầu này thì không bao giờ là lỗi thời ạ. Đấy, rất đẹp luôn. La sang đúc lốp nắp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe này màu đen rất là đẹp đây, rất là cứng xe và trường xe nhá. Đấy, máy dầu 7 chỗ rất là tiết kiệm dành cho gia đình mình. Đấy là một số mẫu mới về thì review hết rồi này. Nhà mình hãy ủng hộ em bằng 5-7 lượt chia sẻ đi. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá. Chào anh Bắc, chào bác Long Cao này, chào bác Ngoan Thanh, chào bác Tú Võ này, chào bác Thanh Ngoan, chào bác Nguyễn Thanh Lê. Đấy, la chất đi biển 98 bạn ơi. Đấy, la chất đi biển 98 em vừa mới review xong nhá, 145 triệu đồng. Vâng, chào bác Tuyển Lê Tuyển Lương, chào bác Kiều Hồ, chào bác Dương Dê, chào đại gia đình ạ, chào bác Nguyễn Thế Trường. Đấy, mọi người cho em xin 2-3 lượt la đi, 2-3 lượt chia sẻ đi, 2-3 lượt la, 2-3 lượt chia sẻ đi, không mất tiền không mất bạc gì đâu thầy mình ơi. Đấy, đã chia sẻ, vâng, cảm ơn anh Trần Bình rất là nhiều nhá. Chúc anh Trần Bình này cùng toàn thể những anh chị quý vị, những quý khách hàng thân thương đang xem buổi livestream ngày hôm nay có một buổi tối vui vẻ. Đấy nhá, một mẫu mới về hôm nay tiếp tục đây. Hatchback một đầu nhỏ gọn rất là lành nhá, một mẫu xe hatchback rất là lành. Máy số này, điện đóm thì rất là dễ bảo trì bảo dưỡng này. Con này con Hyundai Grandi 10 bản đổ 2014, đăng ký là bánh 2016 nhá, tư nhân chính chủ 32 Hà Nội phố đây. Là sang đúc lốp lắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan rạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài miên man luôn nhá. Đăng ký đăng kiểm còn đúng 1 năm nữa, tháng 9 năm 2023. Đấy, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng đây. Đầu đài màn hình thì cỡ lớn rồi nhỉ. Phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. 140 triệu đồng cho mẫu i10 nhá. Bác nào chốt trong buổi tối hôm nay này giảm ngay 10 triệu đồng nhá. Chốt con này giảm ngay 10 triệu đồng mà lại còn hỗ trợ rút hồ sơ nữa cơ ạ. Vâng, cháu Đỗ Tuyển hẹn anh ra một ngày gần nhất. Ok anh nhá. Đấy, có thể là ngày sớm nhất thì mình chưa gặp nhau, thì trong những ngày sớm đấy anh cứ chia sẻ cho em vài lượt đi anh Trần Bình nhá. Cảm ơn anh Giang rất là nhiều ạ. Vâng, cháu Đỗ Tuyên này, cháu đại mình ạ. Vừa rồi đã báo giá cho thành mình khá nhiều dòng 5 chỗ này. Máy dầu, máy xăng quá rồi. Tiếp tục báo giá cho thành mình
một chiếc SUV nhá, một chiếc SUV gầm cao máy thoáng, nhà mình tham khảo rồi em mẫu này nhá. Tucson 2011, động cơ 2.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Một mẫu xe tên tuổi và thương hiệu đến từ nhà Hyundai. Xe này được trang bị la răng đúc 18 inch mỗi bánh, có phanh đĩa chống bao cứng ABS này. Cặp đèn pha, đây cặp đèn pha zin nhá, trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xin nhan tích hợp trên gương, đấy là một giải đèn LED rất là thông minh và đẹp đây. Đấy, đăng ký đăng kiểm này khác rất là dài, đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Con gì gần i10 vừa quay đấy? Con gì gần i10 à? Con đấy là con Zondo bác nhá. Con Zondo, Kia Zondo 2016 nhá. Đấy, tí em sẽ quay lại cho bác con đấy nhá. Gì chia sẻ và cho mình gia đình mình nốt con Tucson đấy nhá. Xe để trang bị động cơ 2.0 số tự động, 5 chỗ ngồi, 2 cầu điện nhá, 2 cầu điện. Rất nhiều option luôn. Cam lùi này, cam hành trình này, cảm biến chống va chạm đuôi nhá. Cảm biến cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi động giữa dốc và hỗ trợ đổ đèo. Full option, full công nghệ, một tiên hà công nghệ luôn. Điều hòa thì auto này đấy, điều hòa auto màn hình thì có hãng này. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Và một điều rất là đẹp luôn, đấy cái option mà rất là thích này. Trang bị cửa sổ trời panorama đây. Toàn cảnh luôn nhá, cửa sổ trời toàn cảnh cho anh chị quý vị mình luôn. Một chiếc xe rất là phù hợp đi đường trường, đi du lịch, đi ra ngoại này. Tucson 5 chỗ 2011, số rộng 445 triệu đồng này, đang được bán cho ô tô lầu mới Hải Dương. Còn Gia Lộc, còn Thương Thảo, còn bớt sâu được gia đình mình ạ. Vâng, chào Hoàng Thắng này, chào Nguyễn Lâm, chào bác Cao, biển ô tô, xe đẹp giá yêu thương, phải xe đẹp phải giá yêu thương. Thì chợ ô tô đồ mối bên em mới giá mang về để phục vụ, cũng như là tư vấn hầu hạ cho đại đình mình nhá. Vâng, cảm ơn bác Lê Bro này, chào, cảm ơn bác Hoan Thanh này. 7 chỗ nào 200 quay đầu không? 7 chỗ 200 quay đầu có ngay và luôn đây nhá, 7 chỗ 200 quay đầu tham khảo cho em con Zoe này đây. Mitsubishi nhá, con này có 135 triệu đồng thôi, còn bớt sâu được này. 7 chỗ Mitsubishi Zoli 2004. Đấy, đăng ký là bánh 205 nhá. Nga sang đúc lốp nạp đẹp. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn đại chất luôn. Nội thất sạch sẽ rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Đi gia đình thì 7 chỗ này đấy mà chỉ có 135 triệu đồng thôi nhá, 130 thôi. Đấy. 130 có 7 chỗ này. Rất đẹp nhá. Sẵn đi sẵn sử dụng 7 chỗ giá rẻ đây, gầm cao máy thoáng. Mitsubishi Zoli 2004 ạ. Vâng, cảm ơn những lượt bình luận được comment gia đình rất là nhiều này. Đâu nào, chào bác Nguyễn Thương, chào Hoàng Quyền. Chốt lên Bắc Giang cho bác. Ok bác ơi. Máy gì đấy, con nào máy gì đấy anh Trần Bình nhỉ? Chào bác, con Tucson, nếu mà bác hỏi Tucson thì có Tucson máy xăng nhá. Chào bác Lâm Nguyễn này. Bên em chỉ còn con Ford Edge máy dầu đấy nhỉ. Có một con Ford Edge máy dầu và một con Captiva nữa nhá. Là máy dầu thôi, còn đâu là máy xăng hết bác nhá. Vâng, cảm ơn. Đây thì em sẽ quay lại con cạnh con i10 cho bác là vừa hỏi nhá. Đây, con cạnh con i10 đây. Nếu mà nhà mình mà đã quá quen thuộc với dòng Karen 7 chỗ nhá. Đấy, thì đây đàn em ở Karen đây. Zondo 2016, đăng ký là bánh 2018 này. 2.0 số tự động, 7 chỗ ngồi, một dòng xe gia đình thương hiệu đến từ nhà Kia đây. La răng đúc phay zin nguyên bản cho xe này còn rất đẹp luôn. Con này thì có video chi tiết rồi nhá, từng chi tiết rồi. Mai thì em sẽ đưa lên fanpage của chợ ô tô đồ mối Hải Dương để nhà mình quan sát chi tiết hơn. Nhưng tóm lại con này rất đẹp luôn. Đời 2016, 470 triệu đồng. Có chợ trả góp ngân hàng này, ship xe trên toàn quốc. Đấy, và giao xe tận nhà cho anh chị quý vị mình. Đấy, cam kết về mặt chất lượng, về mặt kỹ thuật thì con này không có gì phải bàn luôn. Làm về giá cả thế nhá, 470 triệu đồng. Bao giờ tham khảo thì gọi cho em với hai số line đằng trên hình 0347 701 77 và 0343 54 99 nhá. Để tổ bán hàng bắt máy 24/7, không kể ngày thứ bảy chủ nhật. Đấy, vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Cần số auto này, cần số tự động, điều hòa auto nhá. Đấy, đầu đài còn đẹp, còn nét. 470 triệu đồng Kia Zondo 2016 ạ. Đấy, số lượng 7 chỗ mà có 470. Đấy, rất nhiều đầu xe này. Nhà mình đang quan tâm những mẫu xe nào mới nhá, thì cứ chia sẻ bình luận comment dưới em đi. Đấy, một chiếc xe khá đẹp đây. Vâng, chào bác Nguyễn Đình Thọ này, chào bác Ngoan Thanh, nhiều xe đẹp quá. Vâng, cảm ơn Ngoan Thanh rất nhiều này. Chào bác Mạc Phương này, chào bác Nghĩa Phạm Đình này, chào bác Đình Nguyễn Văn nhá, chào bác Nguyễn Hoàng, chào Nguyễn Thường, chào tất cả những bác mà đang xem buổi live stream hôm nay này. Đấy, cảm ơn những lượt xem, lượt like, lượt comment, lượt thả tim gia đình rất là nhiều này. Động lực để Thanh Tùng và cũng như là chợ ô tô lớn Hải Dương ngày càng tận hiến, tận tâm hơn để phục vụ gia đình mình nhá. Rồi, tiếp tục báo giá nào, báo giá lần lượt những đầu sản phẩm mới đang có nhá. Đây thì chiều hôm qua bên em mới về con i10 này thì đã có video chi tiết nhá. Nhà mình nếu ai là khách hàng thân thuộc chắc cũng xem rồi, em xin báo giá thì mình cùng tham khảo thêm ạ.
i12 đầu 2015. Đấy, bản bay bản tiêu chuẩn. Nên đã được độ lên na sáng đúc rồi, lốp nắp đẹp. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin. Đấy. Xe này mang nước sơn màu trắng sứ đây, màu trắng sứ rất là đẹp, tư nhân chính chủ, tên tư nhân biển 14 Quảng Ninh này. Đấy, xin nhan trên sườn xe, gương kính chỉnh điện, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đến tháng 12 năm 2022 này. Đấy, 5 chỗ 2 đầu. Rất đẹp. Đây, giải đèn hậu và giải đèn có Ford Xbox không? EcoBoost không? Ford EcoBoost có đấy thì chưa có nhá. Đấy, để lại số điện thoại đi, làm một có đầu Ford EcoBoost nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho nhá. Đấy, đằng sau đây đuôi thì rất là ngay ngắn này, những chi tiết cản là vè đây. Không có dấu hiệu đâm đụng va chạm nhá. 200 con này là 265 triệu đồng, 265 đồng, 20. i12 đầu. Đây, i12 đầu đây. Form mới à? Form mới nhất 2022 thì chưa có, nhưng có form 2019 thì có rồi đây nhá. Đây thì em xem con 2019 là đang dựng ở đâu nào. Em quay cho bác luôn nhá. Đây i12 đầu form 2019 đây, tham khảo dùm em anh ơi. Đấy, xe này được sản xuất năm 2019, đăng ký và bánh năm 2020 đây. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 305 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xi zin. Bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đăng ký đăng kiểm còn dài đến tháng 4 năm sau. Đấy. 2017 thì không có, anh có 2019. Tham khảo dùm em con 2019 đấy á, nhớ anh nhá. Đấy là răng đúc phay 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS hai bánh trước này và hỗ trợ phanh tăng chống ở hai bánh sau. Xin nan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, cặp đèn pha đây, cặp đèn pha zin đấy nhá. Halogen chiếu sáng đa chiều còn sáng còn đẹp này. Đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Biển tư nhân chính chủ 34A Hải Dương nhá. 4 mua không lụt. Tư nhân chính chủ một chủ từ mới. Con này chạy 4 vạn 2 chuẩn, không tua nhá, cam kết anh chị quý vị nhà mình. Đấy, bản đủ, bản full kịch 2019, đăng ký là bánh năm 2020. Vô lăng ba chấu, túi khiên toàn trên vô lăng, kích hoạt có nút điều khiển này, có đèn lổ sáu tô ta tốt rồi. 4 mắt cảm biến chống va chạm phía đuôi. Đấy, 4,330 triệu đồng. Có trợ trả góp cho anh chị quý vị gia đình nhá. Đấy, xe tư nhân một chủ từ mới. Đấy, bác Bùi gì nhỉ? Để em xem lại nè. Bác Duy Bùi mà quan tâm đến mẫu này nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, em tư vấn thêm cho ạ. Vâng, chào bác Đôn Tiến Mạnh này, chào bác Lê Thế Hoàn, chắc cũng Duy Bùi, chào Nguyễn Văn Nguyễn, chào anh Nguyễn, chào Đỗ Việt Cường. Đấy, chào đại gia đình nhá. Đây, i12 đầu 2019, 350 triệu đồng tròn gửi gia đình nhá. Còn da lọc còn bớt sâu. Đấy, còn tạo được kiện hỗ trợ ngân hàng cho mình mua em này được ạ. Đấy, hai chiếc i12 đầu đúng không? Hai chiếc i12 đầu rồi. Một con 2015 số sàn 265 triệu đồng và một con 2019 đăng ký là bánh 220 350 triệu đồng nhá. Em Tùng tiếp tục báo giá đây. Tiếp theo đây là một xe, một mẫu số tự động nhá. Kia Morning số động 2010, có hơn 200 một xíu này. 205 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương quan họ chữ Tình nè. Xe này mang động cơ 1.0 máy eco, nhỏ gọn tiết kiệm liệu vô cùng luôn. Máy số điện đóm rất lành. Đấy, phụ tùng thay thế thì luôn luôn có sẵn này. Đây, một chiếc xe khá nhiều ưu điểm luôn. Nhỏ gọn tiết kiệm liệu nhá, mà số tự động thôi. Các chị gái, các bác nữ nào mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái này, tham khảo cho em mẫu này. Đấy, 205 triệu đồng, 1.0 số tự động máy eco. Kết màu xanh giá sao? Bác Tú quá. Kết màu xanh thì bên em đang có hai mẫu này. Một mẫu 2009 biển 89 Hưng Yên đây. Biển 4 số, tư nhân một chủ từ đầu. Con này 135 triệu đồng nhá, 135 triệu đồng. 1.0 số sàn. Xe bao ship không? Có bao ship nhá. Có bao ship cho anh Trần Thiện nhá. Đấy, con này 135 triệu đồng này, máy số keo chỉ sơn xi còn chất. 1.0 số sàn này. Con biển Hà Nội này, con biển 29 Hà Nội này, con này cũng màu xanh, hai con đều màu xanh nhá. Con này 150 triệu đồng. Đấy, cũng động cơ 1.0 và nhập Hàn. Đấy, 150 triệu đồng, biển cũng khá đẹp. Giá còn bớt, còn có thương lượng, còn có gia lập được cho đại gia đình nhá. Đấy, tạo hết điều kiện cho mình mua xe thôi. Quan tâm được xe tại chỗ ô tô đồ ngoại Dương là nào, tạo hết điều kiện mua thì thôi nhá. Vâng, chào anh Minh Thành này, chào Quan Thanh, chào Khổng Văn Đức, chắc Trần Thiện, chào đại gia đình mình ạ. Đấy, cứ bình luận cứ comment đi, em Tùng tư vấn cho ạ. Vâng, chào Bình Hoàn này, chào Phi Long. Đấy, ghét xanh báo giá rồi nhá. Chào anh Nguyễn Mạnh Quỳnh này. Đấy, nhưng bác nào em chưa chào thì cho em gửi một lời chào đến tất cả đại gia đình chỗ ô tô của Hải Dương của mình. Đằng sau mẫu i12 đầu 2015 vừa rồi này, thì mình cùng tham khảo tiếp cho em một mẫu i10 nhá. Con này thì đời dưới một xíu này. i10 2008 đăng ký và bánh năm 2010. Xe này mang động cơ 1.04 máy số sàn. Con này bên em đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng rồi. Các bác nào đang có nhu cầu tập lái tránh mưa tránh nắng
nhu cầu cơ bản nhất nhá, quan tâm cho em mẫu này đi. Máy số keo chỉ sơn xịt còn chất còn đẹp, nội thất sạch sẽ rồi, màn hình cam lùi cam hành trình đầy đủ, sẵn đi sẵn sử dụng thôi, 135 triệu đồng. Hyundai Grand i10 2008 nhá. Đây cái mờ trong góc này hơi sâu, em xin review trước này, báo giá trước cái góc này này. Captiva nhá, CS Captiva đây, form dáng Mỹ đây. Đấy, rất là to, rất là cao này, rất là đen và lại không hôi nhá. Captiva 207 đăng ký là bánh 209. Đấy. Con này máy xăng động cơ 2.4, máy xăng động cơ 2.4 với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình. Con này là 220 triệu đồng thôi, 220 triệu đồng nhá. Màu đen rất đẹp này. Là răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy. Sơn si bên ngoài rất là liền lạc, sơn si thân vỏ rất là liền lạc. Máy số hộp keo chỉ thì còn zin. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ này, gạt mưa phía trước và gạt mưa phía sau thì một đủ một độ nhá. Biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Đấy. Bô kép thể thao này, nhìn xem có đẹp chưa? Bô kép thể thao này. Hỗ trợ đổ đèo này, hỗ trợ khởi động hang dốc này, hỗ trợ chống trơn trượt điện tử này. Con này bên em bán với cửa tiền là 225 triệu đồng. Đấy, vô lăng túi khí, cam đùi cam hành trình đầy đủ, máy số keo chỉ sơn di còn chất. Cho mẫu Captiva đến từ Mỹ nhá, 220 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng nhá. Nhắn tin sớm thì bớt nhiều. Đấy, cứ nhắn tin sớm là bớt nhiều. Vâng, chào các Đỗ Vũ này, chào ô tô Thanh Tùng. Quay lại i10 số động đi em. Anh Văn Nguyễn, i10 số động thì tạm thời em lại chưa có nhá. Đấy, bác mà đang quan tâm đến dòng i10 số động này, để lại cho em số điện thoại cũng như là đưa để lại cho em số điện thoại đi. Hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá, để em đi lại số điện thoại một vài nữa mà về đầu số tự động nào thì em sẽ liên hệ nhá. Vâng, chào bác Khúc Văn Công này. Đấy, bác Khúc Văn Công đang xem buổi livestream hôm nay rồi. Đấy, bác Khúc Văn Công mà hôm nay có đi bắt xe thì nhớ bắt con i10 số động về nhá. Cảnh mẫu Captiva to cao rồi này. Tiếp theo đây này, em xin báo đến giá đại gia đình mình. Đấy, lại một dòng xe nhỏ gọn, đời 2011 Kia Morning mà bán có hơn 100 xíu này, 115 triệu đồng. Màu vàng rất là đẹp đây. Số sàn, máy số keo chỉ sơn xi còn chất nhá. Đấy, anh chị quý vị nào mà thích biển đọc thì sưu tầm em chiếc này đi. Có 110 triệu đồng thôi, còn bớt còn thương lượng. Đăng ký đăng kiểm thì đến cuối năm nay, tháng 12 năm 2022. Cầm bệ chắc chắn đây, xe thủ đô nhá. 115 triệu đồng. Kia Morning màu vàng 2013. Còn mắc lớt thì còn đây, còn con mắc lớt này. Đấy, con xe rất là bẹt cả bãi nhá. Sedan là đầu phân khúc hạng D luôn đấy. Phân khúc đang cao nhất bãi luôn này. Mà rẻ thì cũng không thằng bằng luôn này. Daewoo mắc lớt 2005. Đấy, số động 2.4. Số động động cơ 2.4 nhá. Sedan là đầu phân khúc hạng D này. Đấy, từng cạnh tranh đối đầu ngồi chung mâm Camry luôn đấy. Xe sang đấy, xe sang bây giờ bên em bán có 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng nhá. Bác nào yêu cái đẹp này đấy, yêu cái đẹp này đấy, tích lũy mà những sự nổi tiếng nhá, quan tâm chiếc này đi. Đấy, xe đan đầu phân khúc hạng D, hun đồ chơi full công nghệ rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. La răng đúc. Đấy, la răng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Gương kính chỉnh điện nhá, gương kính chỉnh điện có sấy gương sấy ghế và ghế cũng chỉnh điện đa hướng luôn. 135 triệu đồng. Đấy, xe số tự động 2005. Sedan là đầu phân khúc hạng D. Vâng, ok à, vâng, ok, cảm ơn bác nhá. Ok luôn chứ còn gì nữa. Vâng, chào bác Cường Nguyễn này, chào Kiếp Phong Trần này. Đấy, chào lại mình này. Đấy, thì bên em 8:30 nhá. Vẫn là 8:30. Đấy, cả nhà mình nhớ cho em cái khung giờ đấy nhá. Và ủng hộ em mỗi người một đợt like, một đợt tin. Đấy, bỏ ra những thời gian mà để tham khảo những dòng xe dần đi gia đình ạ. Đấy, tham khảo dần những dòng xe đi nhá. Vâng, chào bác Đinh Thanh GB ạ. Chào đại hình mình. Đây thì em báo giá trong góc này này. Đấy nhá. Hai mẫu i10 bản đủ đây nhá. Hai mẫu i10 bản đủ đây, tham khảo cho em gia đình mình ơi. Con biển 30 đuôi 52 này, con này bản đủ 214. Con biển 88 đuôi 70 này 216 bản đủ nhá. Thì đều được trang bị la răng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, những thông số cơ bản nhất. Có một chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ nhá. Đấy, con này thì 216 là 260 triệu đồng này. Con này 2014 thì 240. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Thông số kỹ thuật này, thông số kỹ thuật này về máy số keo chỉ sơn si. Đấy, chuẩn chỉ nhá, chuẩn chỉ cho gia đình mình. Bàn về giá thôi, 240 triệu 2014 và 2016 thì 260 triệu nhá. Màu trắng màu bạc cả thôi đây, màu gì cũng có nhá. Đây, đây để hai mẫu này, để tiếp tục hai này đi. Đây là một mẫu màu trắng này. Số động màu trắng 209 190 triệu đồng. Nhỏ gọn xinh xinh đây nhá, màu trắng mà mẹ mắng cũng mua đây. Kia Morning 209, số động 1.0. Đấy. Bác nào mà đang có nhu cầu tập lái này, nhất là các nữ nhá, vừa có bằng, muốn bổ túc tay lái, tham khảo cho em mẫu này. Xem có bị gì về máy móc không, bác Trần Thiện. Đấy, thì chúng bên em xin cam kết cho chị quý vị nhà mình nhá, cam kết cho lại gia đình mình.
Không, xe là sẽ không đâm đụng, không va chạm, không ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi. Là thứ nhất này, không tùy kích ngập nước và không vướng mắc về vấn đề pháp lý nhá, như cắm ký, như tranh chấp. Đấy, không có ai đấy là rõ ràng rồi nhá. Đấy, những cái chuẩn chỉ là xét là chắc chắn không có, cam kết trên văn bản, trên giấy tờ. À, ngoài ra thì bên em có hỗ trợ gọi là test xe nhá, test xe đại hãng hình mình. Kết màu xanh bao tiền à? À, hôm nay rất là nhiều bác hỏi kết này. Anh báo giá vài đi, ok bác ạ. Ok nhá, đây bác nào mà hỏi trước thì em cứ báo giá trước nhá. Vâng, chào em Nhẫn Nhẫn này, bác Nhẫn Nhẫn vừa xem buổi livestream này. Cho em xin 57 lượt chia sẻ bác Nhẫn Nhẫn ơi. Đây nhá, bác nào mà bình luận trước thì em xin trả lời trước nhá. Đấy. Vâng, chào bác Nhẫn Nhẫn nhá. Lâu lắm rồi mới gặp lại bác Nhẫn Nhẫn trên buổi sóng này, chim thân thương của em Tùng này. Đây Vios nhá. Nhà mình ai đang quan tâm Vios tham khảo cho em mẫu bài trước đi ạ. Tota Vios 216 màu vàng cát đây. Một chiếc xe độ full đồ chơi rồi. Xe này mang động cơ 1.5 số sàn bản E. Con này bên em đang bán với cái tiền là 360 triệu đồng. 360 triệu đồng nhá. Thì mình cùng xem với em là xe nó được độ những gì nào. Đấy, cái ngoại thất bên ngoài đúng không? Thì nhìn mình đã thể nhìn thấy rồi. Xe được trang bị lên phong cách Maybach hai giải màu độc đập nhá. Trên đen ở dưới vàng cát rất đẹp đây. Cặp đèn pha thì được trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. La sang đúc có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Vô lăng túi khí này, con này được độ lên vào trong này, mình cùng nhìn với em này. Đấy, màn hình Pova cỡ to rồi, có đè lỗ sàn to tốt nhá. Độ full đồ rồi. Vios 216 360 triệu đồng. Đấy, tiết kiệm điện. Đấy, 5,4 lít trên 100 km đường trường nhá. Đấy. Nhỏ một dòng xe quốc dân lồi lồng cối đá này, Toyota Vios 216 360 triệu đồng ạ. Vâng, cháu Huy Nguyễn này, cháu Công Chu. Vâng, chia sẻ giúp Thanh Tùng lên 5.000 anh em Facebook ơi. Ok. 5.000 anh em Facebook ơi, mỗi người giúp Tùng một ngón tay thôi. Giúp em Tùng một ngón tay thôi, mỗi người để ngón tay bạc, ngón tay vàng, ngón tay kim cương mình vào nút chia sẻ đi. Mỗi người chia sẻ cho em 2-3 lần thôi, không mất tiền, không bạc gì đâu ra mình nhá. Đây nhá, tiếp tục lại vai ớt này. Bác tham khảo cho em mẫu vai ớt nhá. Tạm thời bên em thì còn 3 mẫu vai ớt. Đây, tham khảo cho em 2 mẫu gần nhau trước đi. Con này thì 2010, 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ, 30 Hà Nội phố đây. Con này một, con này là 2010 đúng không? 195 triệu đồng thôi nhá. 195 triệu đồng thôi. Màu đen, máy số keo chỉ sơn xi chất, hộp số VVTi, tiết kiệm nguyên liệu đến từ nhà Toyota đây. Đấy, một dòng mà lồi đồng cuối đá mà phá chịu hỏng lên gia đình thôi. Đấy, Vios 2010 195 triệu đồng và Vios 2016 360 triệu đồng nhá. Tham khảo cho em trước hai mẫu đi ạ. Vâng, chào bác Lê Sĩ Quân này. Đâu, bác nào hỏi ghét xanh nhá. Thì lại quay lại ghét xanh này. Đấy, hai mẫu ghét xanh hôm nay mới về rất nhiều bác hỏi luôn. Đấy, em tính nhầm là từ đó đến giờ phải ba bác hỏi rồi. Đây nhá, ghét xanh nhá. Ghét xanh con biển 89 này, 135 triệu đồng này. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp nhá. Biển 4 số 1 chủ từ đầu. Đấy, nội thất ghế lỉ và trần lỉ zin nguyên bản theo xe. Đăng ký đăng kiểm phải đến cuối năm nay cơ. Đấy, 135 triệu đồng này. Đấy, rất đẹp luôn. Bên trong thì thơm tho sạch sẽ rồi, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi. Hyundai Kicks 2009 nha, 135 triệu đồng. Vậy con Morning này đúng không? Con Morning màu trắng này đang review giả này. Đấy, 209 1.0. Số động, nhỏ gọn tiết kiệm liệu nhá, 190 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng. Cạnh mẫu Kia Morning số động này, báo giá cho mình một sản phẩm bí từ nhà Kia đây. Con này thì sedan 2 đầu. Kia Pride nhập hàng 2008 nhá, động cơ 1.4 số sàn này. Đấy, 1.4 số sàn nhập hàng. Số động 220 triệu đồng thôi. Đấy, nhà mình có thể nhìn đến những chiếc Rio, chiếc Kava, chiếc Cerato này. Đấy, thì đàn anh, đàn chị của chúng nó đây. Kia Pride 2008 nhập hàng nhá, 220 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xi chất. Đấy, góc này báo giá đâu nhỉ? Góc này báo giá đâu này? Đây, báo giá tiếp tục đây đi. Đấy, tiếp tục đây nhá, một thương hiệu nổi tiếng tiến từ Nhật đây. Đấy, xe có ít tiền gửi gia đình đây nhá. Mazda 626 đây. Mazda 626 2.0 số sàn mà chỉ có 140 thôi này. Chỉ có 140 thôi, màu đen. Máy số keo chỉ sơn xi con này nhá, bao chất gia đình mình nhá, bao chất bao zin. La răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nha, thì tích hợp trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm thì còn 1 năm nữa nhá. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 9 năm sau. Đấy, lội thất ghế ra đây. Lội thất ghế da zin cho xe này. Đấy, vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đấy, thơm như quả mít luôn, thơm như trái mít luôn, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Mà chỉ có 140 triệu đồng thôi ạ. Đằng sau mẫu Mazda 626 2005 rồi này. Nhà mình tiếp tục tham khảo dùm em mẫu này nhá. Đây. La chiếc T212 đăng ký vào năm bánh 2013. Con này bên em đang chào giá với cửa tiền là 190 triệu đồng.
Xe này mang động cơ 1.6 số sàn 5 chỗ ngồi, sedan 2 đầu màu đen, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4101 nhá. Đấy, rất đẹp, rất là trường xe, rất là đầm xe đây. La City 212 mà chỉ có 190 triệu đồng thôi nhá. Còn có thể bớt, còn có thể thương lượng được thêm cho những khách hàng thân thương, những khách hàng nhiệt tình nhất nhá. Cứ bình luận, cứ comment, cứ chia sẻ đi. Đấy, bớt được sâu, bớt được nhiều nữa. Vâng, chắc Công Chu, chắc Cao Biển Ô Tô, chắc Lê Sĩ Cảnh, chắc Chiến Minh này, chắc Nhẫn Nhẫn nhá. Chào đại gia đình mình ạ. Chào những lượt xem, lượt like thân thương nhất nhá. Rồi, đằng sau đâu em đọc tất cả bình luận nào. Vâng, chắc Lê Văn Hiệp, chắc Trọng Trường này. Con ghét 110 triệu đồng, chốt không, con ghét 110 triệu đồng lên một xíu nó đi thì mới chốt được. Bác Đinh Hạnh giờ về ơi, nó phải buôn bán thì bên em nó phải con nái nái một xíu chứ thì mới bán được con nhớ, bác trả đi không bán được đâu ạ. Vâng, chào bác Thắng mũi to này. Kết vai ớt 214 à. Vai ớt 214 thì bên em chưa quá rồi nhá. Anh để lại số điện thoại, để lại comment đi nhá, rồi bao một con lao một con đầu 214 vai ớt thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh nhá. Đấy, anh tham khảo cho em 216, con 216 con đẹp cũng đẹp mà. Vâng, chào Phùng Văn này. Chào Đỗ Quân, chào Hà Nguyễn, chào Chính Ô Tô Cũ Hải Dương. Đấy, đầu lắm thì mới thấy bác Chính Ô Tô Cũ Hải Dương mới quay trở lại bước sóng của em Tùng đây. Đấy, một người anh này, một người gọi là cũng là một người anh, người thầy rất là vinh dự của anh Tùng được học hỏi rất nhiều điều từ anh nhá. Vâng, chào anh Đào Tiến Sĩ này. Đấy, chào anh Chính Ô Tô Cũ Hải Dương nhá. Chào Huy Nguyễn, chào đại đình mình ạ. Đấy nhá, đằng sau mẫu La City 2012 rồi. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị nhà mình. Đây, một dòng xe tập lái 130 thôi. 130 triệu đồng cho mẫu Toyota Vios 2006 này ạ. Đấy, sedan hai đầu, lồi đồng cối đá mà rất là tiết kiệm nguyên liệu nhá. Một chiếc xe mà bền bỉ trường kỳ kháng chiến với thời gian này mãi vẫn không chịu hỏng đây. Vios 206 135 triệu đồng, số sàn 1.5 nhá. Còn bớt còn thương lượng cho cái chiếc màu bạc này ạ. Cạnh mẫu Toyota Vios 2006 rồi này. Báo giá đây anh chị quý vị nhà mình đây. Con Na City 212 có đâm đụng ngập nước không? Con đấy cam kết cho anh là không đâm đụng, không ngập nước nhá. Máy số keo chỉ còn chất. Đấy, sáng mai thì em sẽ gửi cho anh nhá. Sáng mai sớm một chút thì em sẽ gửi cho anh xin cái, cho anh cái video con này nhá. Có video có hình ảnh chi tiết này rồi anh ạ. Đây, cạnh mẫu Toyota Vios 206 rồi này. Báo giá tiếp tục cho đại mình đây. La City nhập Hàn nhá. La City Slick nhập Hàn 2010, đăng ký năm bánh 2012. Con này thì tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê bác nhá. Con này thì bên em rút hồ sơ rồi. Bên em rút hồ sơ rồi nên những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới trong ngày thôi. Đấy, Na sang lúc có phanh đĩa chống bó cứng Avet, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp siêu điện, đăng ký đăng kiểm thì đến tháng còn lại đến tháng 7 năm 2023. Có sở chờ, có cửa sổ trời panorama này. Máy số keo chỉ sơn xịt còn zin. Đấy, 225 triệu đồng cho mẫu này nhá. Đấy, trời cũng tối rồi, nắng mưa quá. Đấy, em cũng xin phép báo giá qua đầu sản phẩm cho mình. Bác nào quan tâm sâu nào nhá, để lại comment đi, để lại bình luận nhá, review chi tiết luôn nhá. Cạnh mẫu La City Sedic 2010 rồi này. Tiếp tục báo giá đại gia đình mình, 7 chỗ số động tầm trung mà không đến 200 triệu đồng nhá. Có 190 thôi, 190 tròn luôn. Đấy, cho mẫu Vivante 2009, đăng ký năm bánh 2010. 34 Hải Dương 410 lụt 2.0 số động 190 triệu đồng, máy số keo chỉ sơn xi thì còn đẹp, còn chất. Đây, báo giá cái đầu trên này đi. Trên này cũng khá nhiều đầu xe chất lượng đây, và đẹp. Đấy, quan trọng nó đẹp đã. Đấy, mình cùng tham khảo nhá. Đấy, tiếp tục đây nhá, xin báo giá cho mình một chiếc xe nhập Hàn nhá. Một chiếc xe nhập Hàn mà một bầu trời công nghệ đây. Samsung SM3 nhá. Đấy, Samsung SM3 2010, số động 2 triệu, số động 1.6. Con này bên em đang bán với cửa tiền tham khảo cho đại đình mình là 225 triệu đồng. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương này. Đấy. Form dáng bên ngoài thì rất là đẹp, rất là thể thao luôn. Xe là trang bị la răng đúc phay 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng Avet này. Xin nhan thì tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Con này thì sấy gương này, sấy kính, sấy ghế thì đầy đủ cả rồi nhá. Đấy, ghế thì chỉnh điện đa hướng, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, rất là đẹp luôn. Nội thất bên trong màu đen này, tông màu ăn nằm cùng với ngoại thất bên ngoài nhá. Đen từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Ca lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Máy số keo chỉ sơn xi thì chất. Đấy, cửa sổ trời cũng được trang bị đầy đủ. Đấy, cả giải điều hòa phía sau đây, hàng điều hòa hai vùng phía sau đây. Sedan hai đầu phân khúc hạng C, số động 2010, nhập khẩu 225 triệu đồng. Đấy, còn thương lượng còn gia lộc thêm gia đình mình ạ. Vâng, chắc chợ ô tô Hải Dương này, chắc Tuân Nguyễn này, chắc Nguyễn Hà, chắc Đinh Tiểu Trang, chắc Lê Hiệu, chắc Phạm Văn Trọng. Đấy, chào đại gia đình mình ạ. Đấy, đằng sau cái mẫu to cao đen thôi để báo giá gia đình mình này. Đấy, Kia Morning nhập Hàn 2010, số tự động bản SX, bản đủ phun kịch 235 triệu đồng. Đấy, cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Xe trang bị la răng đúc hoa mai 5 cánh rất đẹp nhá.
Đấy, cái chi tiết cách điệu Thanh Tùng rất là thích này. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Máy số keo chỉ là phần zin luôn nhé. Máy số keo chỉ, sơn xi phần quan trọng nhất là zin. Còn này bên em đang bán với cửa tiền hồ 200, 230 triệu đồng. Còn có thể bớt thêm gia đình nhá, cũng như là hỗ trợ ship xe gia đình đấy ạ. Vâng, chào chủ Đăng Hoàng, chào chợ ô tô đồ mối Hải Dương. Những bác nào hôm nay vừa mới vào xem buổi livestream của chợ ô tô đồ mối Hải Dương lần đầu này, hãy để lại cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đồ mối Hải Dương để không bỏ lỡ những giờ lên sóng như là những video báo giá sản phẩm bên em ạ. Đây hàng đầu này nhá, cạnh chiếc Samsung SM3 2010 rồi này. Báo giá gia đình mình này. Đấy. Hai con i10 nhá. Hai con i10 đây, báo giá một đôi này. Con biển 30 này là 2014 bản đồ 235 triệu đồng. 235 triệu đồng nhá. Bản đồ thì được trang bị la răng đúc, có phanh đĩa chống bọc cứng IMX, xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện, vô lăng túi khí đè lỗ sợi ta tốt nhá. i12 14 235 triệu đồng này. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu. Còn con màu trắng này là 2016 bản bay. Đấy, bản bay bản tiêu chuẩn thì được độ lên la răng đúc rồi. Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2023 nhá. 216 bản bay, máy số keo chỉ chất. 240 triệu đồng nhá. Đấy, 216 cũng chỉ có 240 bản bay này. Cam kết là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước. Đây cái dòng này nè, cái dòng này là chấm hết lên này. Con CEO này là 379 này. Con ghét mới về này 150 triệu đồng này. Con Zondo này, đấy, Zondo nhá. Đấy, Zondo 470 triệu đồng này. Con i10 bản đồ mới về này 230 quá rồi này. Tucson này, Tucson 211 số tự động này. Máy xăng này 445 triệu đồng này. Đấy, Avel 217 đời cao giá bằng Morning 220 triệu này. Đấy, con máy dầu này, con Ford Everest này thì chưa có giá nhá. Nhưng giá cũng yêu thương thôi. Con này là giá yêu thương cho gia đình mình nhá. Nhắn tin trực tiếp đi. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi. Sau buổi live này chốt giá bán luôn gia đình mình này. 216 xe đẹp như cũ luôn, xe đẹp như mới này. Mới như cũ mà đẹp như mới này. Innova 216 này. Đấy, 445 triệu đồng cho hình mình này. Jolly 7 chỗ này, 130 này. Đấy, Innova này, Innova con này là 335 triệu đồng này. Đấy, báo giá rồi là 211 này. Đấy, còn bớt còn thương lượng nhá. À đây, còn một mẫu à con Vios thì bán rồi. Vios thì bán rồi hình nhá. Đấy, con Vios này thì bán rồi này. Đấy, xe rất là đẹp luôn nhá. Đâu em xem còn mẫu nào chưa báo giá nhỉ. Góc trong này báo rồi này. Rìa này báo rồi này. Đâu xem còn con nào nhỉ. Con nào để báo lốt cho mình nhá. Đây, đầu này chưa báo. Đấy, cứ theo dõi đi, theo dõi sâu đi. Comment bình luận nhiều lên nhá. Em Tùng bớt sâu được nữa do. À đây con đang sạc này, con đang sạc bình chưa báo này. Gencha nhá. Đây, một mẫu Gencha. Gencha 209 120 triệu đồng thôi nhá. 120 bán ngày hôm nay 120 thôi, bán đấy vui thôi. Bán đấy may, bán đấy hên cho những khách hàng thân thương ạ. Gencha 209 120. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn đẹp còn chất nhá. Số sàn 1.5. Đấy, báo giá là khá nhiều đồ xe rồi. Gần 1 tiếng đồng hồ đã báo cho anh chị quý vị gia đình của mình là chính xác là 62 đầu sản phẩm rồi nhá. 62 đầu sản phẩm rồi. Không biết là các bác đã ưng mẫu nào chưa nhỉ? Ưng mẫu nào vừa mắt em nào chưa, gọi điện luôn đi, gọi điện luôn đi. Để tổ bán hàng đang trực máy rồi. Đấy, nghe phát chốt giá luôn nhá. Đấy, ra giá là bán thôi. Cháu Hùng Duy, cháu Nguyễn Hợp Biển, cháu Duy Nguyễn, cháu Tuân Phạm, cháu Am Anh Quyên, cháu Hưng Đoàn, cháu Một Ngày Bình Yên, cháu chủ Đăng Hàng, cháu chợ ô tô đồ Hải Dương đấy. Chào bác Lobby TL. Chào đây mình ạ. Đây nhá. Còn mẫu tiếp tục một mẫu SUV 5 chỗ gầm cao máy thoáng, đại chất người gia đình mình ạ. Xe này mang tên là Outlander Mitsubishi, sản xuất năm 2016, đăng ký và lăn bánh năm 2018. Con này thì mang động cơ 2.0 số rộng, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, bản 5 chỗ ngồi nhập nguyên chiếc nhá. Nhập nguyên chiếc. Xe này mang động cơ 2.0 này. Trang bị được la răng đúc, có anh chị chống bó cứng IPS, xin nhan tích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn 1 năm nữa nhá. Nội thất ghế da, điều hòa nóng lạnh 2 chiều auto, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Đây, màn hình to như quyển sách đây. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền là 555 triệu đồng. 555 triệu đồng nhá, 3 số luôn. Đấy, 555 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng. Đấy, hỗ trợ trả góp cho chị quý vị mình cho mẫu Mitsubishi Outlander đấy ạ. Đấy, rất là chất, một con xe chất, một con xe zin nhá. Bán giao lưu đại gia đình mình. Trong lò Văn Hải, trong lò Đăng Cường, chào đại gia đình đang xem buổi livestream này nhá. Đấy, mọi người cho em xin 1, 2, 3 lượt chia sẻ cũng như là comment đi. Đấy, lên
trang cá nhân này, lên tường cũng như hội nhóm đi, để lan tỏa buổi live stream này hơn nhá. Đấy, những bác nào đang lăn tan muốn chọn cho mình về những mẫu xe 4 đến 7 chỗ đã qua dụng này thì đến với em đi, để được tư vấn, để được xem xe, chạy thử xe miễn phí nhá. Test xe, xem xe, kiểm định thoải mái về chất lượng xe luôn ạ. Vâng, thì ngay sau đây xin báo giá cho anh chị quý vị nhà mình tiếp tục một mẫu sedan này đó nhá. La Chetti 207, xe này mang động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi, màu đen rất đẹp đây, 140 triệu đồng thôi nhá. 140 triệu đồng gửi đến gia đình mình ạ. Đấy, La Chetti 207 này. Đây, cạnh mẫu La Chetti 207 rồi. Báo giá anh chị quý vị mình ở đây. Con này 7 chỗ nhá, 7 chỗ tầm trung mà chỉ có 150 triệu đồng thôi. Cho mẫu Vivante, Vivante Chevrolet 2009, đăng ký bánh 2010, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. Đấy, máy số keo chỉ chất, lốp nắp đẹp, đăng ký đăng kiểm đến cuối năm nay nhá. 7 chỗ tầm trung 150 triệu đồng. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe, vô lăng 4 chấu, tích hợp túi xin toàn trên vô lăng này. Đấy, đầu đàn hình zin này. Vivante Chevrolet 209 165 triệu đồng. Đấy, gửi ra đây mình, còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu này. Đâu em xem cái dòng này này, em xem cái dòng thứ hai này đã hết xe nhỉ. Đâu dòng thứ hai đến từ đâu nhỉ? Đây, tiếp tục tới anh nhá. Kia Morning bản SX nhá. Tiếp tục là Kia Morning bản SX này. Vâng, chào bác Hưng Nguyễn này, chào Nguyễn Hưng, chào Lành Hoan, chào Lò Hải, chào Đăng Cường, chào Đại Đình ạ. Kia Morning bản SX màu xanh 2010, đăng ký vào năm bánh 2013. Con này thì bên em đang bán với mức giá tham khảo gửi đến đại gia đình nhà mình 235 triệu đồng. Số tự động, nhập khẩu bản đồ phun kịch, vô lăng túi khí, cam nồi cam hành trình đầy đủ, xin nhan tích hợp trên gương, cảm biến chống va chạm đuôi, điều hòa auto, cần số dây dắt nhá. Bản đồ phun kịch 235 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hạ Lợi Phố, la thằng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, máy số keo chỉ sơn xì còn zin, gửi đến gia đình mình ạ. Cạnh mẫu Kia Morning 2010 số tự động vừa rồi, tiếp tục báo giá dành đây. Một mẫu xe mà chỉ có 135 triệu đồng thôi, rất thích hợp như bác nào mà tập lái này. Xe này mang tên là Kia Morning 2011 số sàn, 135 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe tập lái tránh mưa tránh nắng, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất mà full đồ chơi rồi, full trang bị này. Nhìn cùng em đi ạ. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu này. Đấy, bi cầu bi projector này. La răng đúc tam đầy mâm, cam nồi cam hành trình đầy đủ, màn hình cova cỡ lớn, tập lái 130 triệu đồng thôi. Có video có hình ảnh chi tiết rồi, bác làm quan tâm nhắn tin trực tiếp cho em đi ạ. Vâng, chào Trần An nhé, chào bác Nguyễn Lập, chào Đức Chảnh, chào Nguyễn Hưng, chào tất cả những quý cô bác, quý anh chị vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Mọi người cho em xin một lượt tim đi, một lượt like, một lượt chia sẻ đi. Đây, chỗ này có báo giá con nào nhỉ? Con i12 đầu 2019 này. Đấy, xe đại chất 350 triệu đồng này. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp con này nhá. i12 19 này. Đấy, cạnh con i12 19 nhá. Là có con Gentex màu đỏ này. Đấy, Gentex màu đỏ nhập Hàn 2010, đăng ký lăn bánh 2011. Xe này mang động cơ 1.2 số tự động. Đấy, con này thì bác chủ cũ là nữ này, tư nhân chính chủ Hải Dương nhá, bác chủ cũ là nữ ấy. Xe nữ đi này. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Đấy, vô lăng túi khí. Đấy, vô lăng túi khí tích hợp có phím điều khiển trên vô lăng này. Màn hình cova cỡ lớn này, đèn lổ start-top có sẵn nhá. Đấy, số tự động 2.0 220 triệu đồng. Cho mẫu Gentra này ạ. Đấy, cái góc này thì em báo giá hết này. Đây, em xin phép di chuyển xuống đây. Di chuyển xuống dưới này để báo giá cho còn mẫu gì nhá. Để mình cùng tham khảo này. Vâng, chào Vũ Cảnh, chào Nguyễn Văn Hải, chào toàn thể những anh chị, quý vị, quý cô bác đang xem buổi livestream này nhá. Mọi người hãy yêu thương, hãy hoan hỉ, hãy vui vẻ. Cho em Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi. 5-7 lượt chia sẻ đi. Đấy, không mất tiền, không mất bạc gì nhá. Lan tỏa buổi livestream hơn nhá. Đấy, lan tỏa buổi livestream hơn. Đấy, em lấy làm động lực để vẫn vào buổi tối này, 8:03. Đấy, không chơi bời, không làm gì cả. Đấy, tiếp tục lên sóng báo giá cho anh chị quý vị mình về những đầu xe hiện đang có bên em ạ. Nhá, thì tiếp theo đây xin báo giá đến đại gia đình mình. Một mẫu La Chetti CDX. La Chetti CDX 2010, đăng ký và lăn bánh năm 2011 nhá. 1.6 số động, 255 triệu đồng. Đấy, xe đang đầu phân khúc hạng C luôn. Mà chỉ có 250 thôi. Cạnh mẫu La Chetti CX vừa rồi này, tiếp tục báo giá anh chị quý vị gia đình mình một mẫu Avel nhá. Chevrolet Avel 216 nhá. 216 số sàn màu bạc. Đời cao luôn, đời cao chốt vót luôn. Bán có 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng. Sedan 2 đầu 216 1.5 số sàn đấy. Đấy, đời cao, giá còn bớt, còn thương lượng, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng. Đấy, biển số đuôi khá đẹp đây. 488 đây. Đấy, tổng 13 số đây. Xe này trang bị là xăng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS,
đăng ký đăng kiểm thì cần cuối năm sau nhá, tháng 12 năm 2023. Đấy, các bạn nào hôm nay mà yêu con này này, thương con này này, để lại 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng nhá, bao rút hồ sơ. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng, đầu đài màn hình thì cỡ lớn rồi. Cam đồi cam hành trình đầy đủ, máy số keo chỉ sơn chi chất, nội thất ghế da rất là đẹp đây. Chevrolet Aveo 216 có 215 triệu đồng. Vâng, cháu Đỗ Thái này, cháu Nguyễn Văn Hải, cháu Võ Cảnh, chào toàn thể những bác nhà mình ạ. Chào đại đình, cháu ô tô đầu mối Hải Dương với nhá. Đây còn một vài đầu sản phẩm thôi. Đấy, mọi người hãy chung tay vui vẻ lên, hoan hỉ lên. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đến gia đình ơi. Nhớ em xin báo giá lốt chỗ này này, còn một vài ba đầu sản phẩm thôi bác nhá. Cành mẫu Aveo 2016 vừa rồi nhá. Tiếp tục em xin báo giá đến đại gia đình mình. Đây. Asen. Hyundai Asen 209 màu bạc, sedan 2 đầu. Phân khúc hạng B mà chỉ có 160 triệu đồng thôi. 160 triệu đồng thôi nhá. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh, na sang lúc lốp láp đẹp. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn zin này. Các bạn nào tập lái này muốn chọn cho mình một mẫu xe đẹp, quan tâm cho em này nhá. Đấy. Quan tâm cho mẫu này nhá. Đấy, Asen 209 đây. Rất là đẹp anh chị quý vị gia đình ơi. Đấy, còn rất là nhiều mẫu xe này. Em xin báo giá lại gia đình đi nhá. Đấy, chào bác Khúc Văn Công nhá. Chào bác Khúc Văn Công nhá. Còn rất là nhiều đầu xe đây ạ. Đấy nhá, còn 3 đầu xe chỗ này thì em xin báo giá lốt này mình cùng tham khảo nhá. Đấy, rồi trò chuyện và tương tác thì mình một lúc nữa. Rồi nhá, cạnh mẫu Asen 209 rồi này. Em xin báo giá lại gia đình nhà mình nhá. Đây. La Chetti Cedric 2010 đây. Bên em còn 3 mẫu rất là chất nhá. Cửa tiền chỉ có 250 thôi ạ. 250 đồng thôi. 250 nhá. Đấy. Full đồ chơi rồi, toàn những đồ hiện đại thôi. Cam đồi cam hành trình này, màn hình cỡ lớn này. Vô lăng túi khí cũng như là cả cửa sổ trời trên cao nhá. La Chetti Cedric. Đấy, 255 triệu đồng. Đây. Rất là nhiều vừa rồi là rất là nhiều 5 chỗ gầm thấp này. Báo giá gia đình mình 2 mẫu gầm cao nhá. Kết thúc trước khi kết thúc buổi livestream hôm nay, báo giá 2 mẫu gầm cao cực chất cực độc đây. Đấy, hàng thuốc chuột luôn này ạ. Santa Fe nhá. Hyundai Santa Fe mà giờ chỉ có 315 triệu đồng thôi. Xe để sản xuất 2007, đăng ký là bánh 209. Động cơ 2.2.7, máy xăng 2 cầu điện. Đấy, 315 triệu đồng. Full đồ chơi rồi. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu Bibrector này. Kết hợp của Meharren nhá. Đèn còn sáng, còn đẹp, còn trong, không bóng mờ, dạng đất soi dương soi nhật nhá. Tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa, quê hương của các anh hùng dân tộc này. Đấy, la sáng đúc có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đây, hai cầu máy xăng, đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Giá để đồ trên cao này. Nội thất bên trong đây. Đấy. Nội thất rất đẹp luôn. Đấy, táp lô táp ly là vẫn là sần gai từ nhà máy này. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đấy, điều hòa ô tô cần số dích rắc. Full đồ chơi. Hyundai Santa Fe mà chỉ có 315 triệu đồng. Cái mẫu Hyundai Santa Fe này, báo giá mình một mẫu SUV 5 chỗ nhá. Đây, Honda CRV này. Honda CRV 209 405 triệu đồng. 2.4 máy xăng. Đấy, số tự động. Đấy, xe thì mang biển 37 Nghệ An, quê hương bác đây. Xin han tích hợp trên gương kính cục xe điện, đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022 này. Giá để đồ trên cao, số động. Đấy, lộ thấp, máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Mờ chỉ có 405 triệu đồng thôi. Đấy. Vâng, thì vừa rồi cũng là hơn một tiếng đồng hồ rồi. Em Tùng cũng đã báo giá hết những đầu sản phẩm của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Chính xác là 85 đầu sản phẩm rồi, nhanh quanh từ dưới nhanh quanh từ 120 triệu đồng đến kịch sàn nhất bây giờ là 600 triệu đồng nhá. Đấy, các bác nào mà còn có nhu cầu về những dòng xe lanh quanh, đấy lanh quanh cái mức giá em vừa thông báo rồi này, cứ nhắn tin, cứ bình luận, cứ comment hoặc là tham khảo về những xe đời cao hơn và giá như thế nào thì cũng cứ gọi điện cho em nhé. Tổ tư vấn tại chỗ thì sẽ luôn phục vụ anh chị quý mình 24/7. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo bên em ạ. Đấy, xin chào gia đình mình nhá.